Hôm nay là một ngày đặc biệt với nam sinh này, bởi nếu thành công, em sẽ được làm việc tại một doanh nghiệp Nhật Bản ngay khi còn là sinh viên năm 2, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hutech. Trong bộ sơ mi trắng chỉnh chu cùng với chiếc cà vạt đỏ thanh lịch, Đức Hòa không giấu được sự hồi hộp và lo lắng trong lúc chờ được gọi tên cho buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời. Điều đầu tiên không thể nhắc đến đó là sự hồi hộp. Thì cũng như mọi kỳ phỏng vấn nào, sinh viên nào cũng hồi hộp hết ạ. Nhưng mà em có sự chuẩn bị và có sự chuẩn bị về tài liệu cũng như là cách những câu hỏi mà dành cho nhà phỏng vấn. Vì thế là em khá là tự tin trong kỳ phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Ngày 27 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech đã phối hợp cùng Viện Công nghệ Việt Nhật VJIT tổ chức ngày hội triển lãm công nghệ và tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản Japan Job Fair 2024 với hàng ngàn vị trí việc làm hấp dẫn cho sinh viên trong hệ sinh thái doanh nghiệp vốn nổi tiếng là khó tính và khắt khe nhất thế giới. Ngày hội quy tụ gần 40 tập đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đặt gian hàng tuyển dụng, trong đó có những tên tuổi như công ty ô tô TS Nhật Bản, Hiệp hội IT Okinawa, công ty trách nhiệm hữu hạn Masashido Hải Đăng, công ty Toyota Nankai Hải Phòng, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Satori, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki. Một trong những mục tiêu của chúng tôi tại sự kiện là để đem thương hiệu Suzuki đến gần hơn với quý thầy cô và các bạn sinh viên tại Hutech, cũng như để mọi người biết tới Suzuki nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng rằng, thông qua hoạt động Job Fair này, Suzuki tại Việt Nam sẽ hân hạnh được chào đón thêm nhiều bạn sinh viên ưu tú, trẻ trung và năng động gia nhập công ty chúng tôi. Ngoài các vị trí thực tập, chúng tôi hiện đang tuyển dụng cho các vị trí Sales, Marketing và các vị trí khác. Với hơn 1.500 vị trí việc làm ở các lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, đào tạo và dịch vụ, các ứng viên có thể giao lưu với đại diện nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu cụ thể của từng công việc, ứng tuyển và phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng của các doanh nghiệp tham gia ngày hội. Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên tìm kiếm vị trí nghề nghiệp lý tưởng, mà còn là dịp để các bạn tìm hiểu thị trường lao động thực tế, tích lũy kỹ năng phỏng vấn, chuẩn bị CV và thuyết phục các nhà tuyển dụng. Là lần thứ hai em tham gia kỳ Job Fair này. Lần thứ nhất thì do mới năm nhất thì em có tham gia để cho biết về cái mô hình cũng như là cái quy trình phỏng vấn bên các doanh nghiệp mình. Lần thứ hai này là em phỏng vấn để trực tiếp thực tập tại cái doanh nghiệp Nhật Bản. Hồ sơ ứng tuyển thì doanh nghiệp chỉ đưa ra là 3 mức công việc, đó là chế biến thực phẩm và chế biến đồ nóng và đồ lạnh. Dạ, nên em nghĩ là mình sẽ chọn cái phần chế biến thực phẩm. Bên Fine Show Group của mình có một số cái vị trí là đang còn tuyển dụng. Thứ nhất là liên quan tới những cái vị trí kinh doanh, thứ hai là marketing, thứ ba là những cái bạn thực tập sinh về cái ngôn ngữ tiếng Nhật, tức là phiên dịch tiếng Nhật. Hôm nay rất là nhiều bạn đã apply vào với lại Fine Show, rất vui để mà mình tham dự cái buổi ngày hôm nay, và mình đã đạt target, thậm chí là vượt cái target mà mình đã đưa ra, phòng nhân sự đã đưa ra. Thứ nhất là các bạn sẽ like cái fanpage của Thai Show, sau đó thì các bạn có điền một số thông tin liên quan tới là họ tên, năm học của các bạn, và những cái thông tin email và cái contact của các bạn, ý là số điện thoại của các bạn. Sau đó thì phòng nhân sự sẽ liên hệ với lại các bạn để trao đổi với các bạn và mời các bạn đến văn phòng của Thai Show để gặp gỡ bộ phận tuyển dụng và trao đổi kỹ về cái công việc, cũng giống như là những cái chế độ phúc lợi khi mà tham gia với lại Thai Show. Đây là lần thứ 9 Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech tổ chức Job Fair dành cho các bạn sinh viên chương trình Việt Nhật. Sự kiện này là sự kiện rất là quan trọng đối với sinh viên nhà trường nói chung và sinh viên Viện Công nghệ Việt Nhật nói riêng, bởi vì các doanh nghiệp đến với Job Fair đều mang những cái cơ hội việc làm, cơ hội về internship của các bạn rất là nhiều. Hơn thế nữa là các bạn cũng biết rằng là các nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp như thế nào, các mong muốn cũng như là các cái tiêu chuẩn của các doanh nghiệp Nhật như thế nào, để các bạn có thời gian luyện tập thêm, và các bạn cũng sẽ tự đào tạo mình thêm để đáp ứng được các cái chuẩn của các doanh nghiệp Nhật Bản. Trường Đại học Hutech đã triển khai chương trình VJIT được gần 10 năm. Trong suốt thời gian đó, đã có rất nhiều sinh viên học tập tiếng Nhật và kiến thức chuyên ngành tại trường. Tôi tin rằng đây là nguồn nhân lực vô cùng quý giá đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và rất cần nhân lực địa phương. Japan Job Fair 2024 tiếp tục là dịp cầu kết nối sinh viên và doanh nghiệp thông qua các hoạt động giao lưu, phỏng vấn, tuyển dụng, đồng thời là cơ sở quan trọng để nhà trường kịp thời cập nhật yêu cầu từ phía doanh nghiệp, từ đó hoàn thiện chương trình đào tạo thực tiễn, phù hợp nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội hiện đại. Mỗi lần nhà trường tổ chức Job Fair, Japan Job Fair thì đều có những cái tuyển dụng rất là tốt, rất hiệu quả từ các doanh nghiệp Nhật. Ví dụ như là có những doanh nghiệp bên Nhật Bản đã tuyển 4 lần sinh viên chương trình Việt Nhật của nhà trường, tức là 4 lần liên tục, thì đó cũng thấy rằng là sự chất lượng của chương trình, tức là thành quả rất là tốt của các chương trình Job Fair, cũng như là sự tin tưởng của các doanh nghiệp Nhật đối với chất lượng đào tạo của nhà trường. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH đã được tham gia chương trình tập huấn kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng tháng 7 năm 2024, cùng gian diễn giả là quản lý, lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp Nhật Bản uy tín. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp Nhật Bản, những kỹ thuật khi tham gia phỏng vấn, định hướng ngành nghề giá trị mà các diễn giả mang đến đã hỗ trợ đắc lực cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm và chinh phục nhà tuyển dụng vốn yêu cầu khắt khe.